Hey guys, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video của sinh viên Edis và mình là Lan Anh. Ok, chào lại mọi người trong chuỗi series sinh viên Edis học gì và với topic 6 con người trong một con người thì chúng mình đã cùng nhau đi đến hết 5 video và đây là video cuối cùng trong chuỗi này, video thứ 6. Ok, và như mình đã chia sẻ ở video trước thì video này mình sẽ nói về chữ đó là soul hay là spirit. Spirit thì có lẽ là chuẩn hơn đấy nhỉ. Alright, sound ok đúng không? Thì trong video này sẽ là chữ spirit, tinh thần. Ok, cũng là keyword cuối cùng trong topic. Tinh thần thực ra lại là một thứ vô hình, lại là tiếp tục là một thứ vô hình nữa mà chúng ta sẽ bàn bạc. Tinh thần thì nói chung nó ở cái phần như mình đã chia sẻ, nó ở cái phần vô hình, không hình thù gì hết, không hình khối, không thể nắm mắt, không thể cảm nhận được, nhưng lại đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Một cái câu thơ vô cùng kinh điển mà chúng ta đã nghe vô cùng nhiều lần trong suốt mười mấy năm qua, đó chính là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không? Câu này thì mình nghĩ là rất nhiều bạn đã nghe rồi. Thì đấy chính là sức mạnh của tinh thần. Cái này thì nó hơi trừu tượng, tức là hình như nó cũng rất là liên quan đến phần trước đúng không? Tức là cái phần tinh thần nó giống như kiểu cái mắt của mình ấy. Cái tinh thần nó giống như cái cửa sổ tâm hồn ấy. Đấy. Kiểu là mình có cái tinh thần như thế nào thì nó phả ngay vào không gian và thời gian của mình. Đấy, mình cảm thấy vui vẻ, không gian này nó bắt đầu nó trở nên ấm cúng, nó trở nên đáng yêu ấy. Đấy, thì đấy là cái sức mạnh của tinh thần. Thì tinh thần quan trọng như thế nào và nó có những cái biểu hiện ra sao mà lại được nhân cách hóa? Thì một lần nữa lại phải nói câu này, đó là tương tự như những cái phần trước. Tức là cái tinh thần này nó có hai cái chiều hướng là tinh thần tích cực và tiêu cực, được chưa? Và có một cái khái niệm nữa là sức khỏe tinh thần ấy. Đấy, thì nó đi liền với chữ tích cực và tiêu cực. Thì khi mà chúng ta có những cái tinh thần, có những cái cảm xúc tích cực thì nó sẽ kéo theo những hành vi tâm trạng tích cực và ngược lại. Thực ra để tạo ra cái tinh thần này thì nó là tổ hợp của tất cả những trải nghiệm từ năm cái topic mà mình đã chia sẻ, đó là về cái phần body này, về phần emotion này, về phần ý chí này, về phần wisdom trí tuệ này, và về phần sao ta chữ gì ta ethic đạo đức nữa, đúng không? Đấy là sẽ là phải trải qua những cái trải nghiệm phía trước để tổng hợp lại tạo ra cái tinh thần của mình, tạo ra cái lăng kính mà mình, cái tâm trạng của mình lúc đấy. Đấy, thì tất cả những cái việc như là body này, mình cảm thấy khỏe hay là mình cảm thấy không khỏe thì nó ảnh hưởng trực tiếp tinh thần của mình thôi. Đấy, cái này là cái kiểu gọi là tổng kết lại, cái general, tức là nói chung lại, nó gộp lại hết, thì nó liên quan, nó link với nhau, nó khá là chặt đấy, đúng không? Ví dụ như cái body của mình hôm nay mà mình, ví dụ là mình tự nhiên có ai đến tát mình một cái, đấy, đánh vào cơ thể của mình, tác động đến cái body này của mình, thì tinh thần lúc đấy của mình cũng thay đổi ngay lập tức, đúng không? Bị tát thì các bạn cảm thấy sao? Không phải là có rush tát nhé. Một người nào đấy không quan trọng tát mình, đấy, cảm xúc tiêu cực ngay lập tức, tâm trạng cũng biến đổi ngay tức khắc, và hành vi ứng xử của mình nó cũng khác, đúng không? Đấy, thế thì cái chữ tinh thần nói đến đây cũng đã đủ hiểu cái sự quan trọng cái chữ tinh thần này rồi, đúng không nào? Có nghĩa là nó gần như kiểu quyết định cái hành vi của mình phát ra bên ngoài là tốt hay đẹp, là nhẹ nhàng hay là gắt gỏng hay là như nào đấy, thì cái chữ tinh thần này nó cũng có cái sức mạnh y như vậy. Vì thế mà nó được nhân cách hóa lên, trở thành một con người, trở thành một cái bản thể. Mà khi mà có tinh thần tốt, có tinh thần tích cực, với cả khi mà chúng ta có tinh thần tiêu cực thì nó có những hành vi, có những cái cư xử nó khác nhau,
Đấy. Cho nên là cái này cũng là một cái yếu tố đáng để chú ý, rất rất đáng để chú ý. Và chính bởi vì nó như vậy nên là cái việc trau dồi luyện tập cái tinh thần của mình cũng vô cùng quan trọng. Mặc dù là một thứ hữu hình, mặc dù là một thứ vô hình, nhưng mà mình nghĩ là có thể luyện tập được cái này. Dạo gần đây thì bọn mình hay được nghe đến cái chữ đó là trung dung hay là cân bằng cảm xúc. Thật ra thì mình cũng chưa hiểu, chưa thực sự clear và chưa thực sự rõ ràng về cái chữ trung dung lắm. Nhưng mình tìm hiểu thì nó là cái trạng thái đó là không bị tác động của yếu tố bên ngoài, là mất cân bằng trong cái cảm xúc, trong cái tâm trạng của mình. Đấy. Thì khi mà cái tâm trạng của mình nó đạt được cái trạng thái đấy thì có lẽ là lúc đấy mình đã trở thành đắc đạo rồi đấy. Đắc đạo đúng không? Bởi vì thực ra đạt cái chữ đấy không hề dễ một chút nào cả. Gần như trong thế giới thì gần chẳng có ai chạm vào cái chữ đấy, cái chữ trung dung đấy hết. Với con người mà ai mà chẳng tham sân si, ai mà chẳng muốn danh lợi tình. Đấy. Cho nên là để mà đạt được cái chữ trung dung đấy thì gần như là một cái rất là siêu phàm. Mình thì còn không chắc là ông trời có đạt được cái đấy hay không. Đấy, thượng đế có đạt được cái đấy hay không, người các chúa rồi thần thánh các thứ, mình còn không dám chắc là họ có đạt được hay không. Cho nên là nếu mà để đòi hỏi con người đạt được cái đấy là vô cùng khó, chỉ đơn giản là mình tiết chế đến đâu, mình kiểm soát như thế nào thôi. Đấy, để mình cái này thì nó vừa là kết quả, cái này nó là vừa là kết quả của năm cái còn lại và nó cũng vừa là nguyên nhân của năm cái còn lại nữa. Đấy. Bởi khi mà tinh thần mình tốt thì tự nhiên cái cảm xúc của mình nó cũng tốt. Hoặc ngược lại, khi mà cảm xúc của mình tốt thì tinh thần của mình nó cũng tốt. Hoặc khi mà mình có tinh thần tốt thì sức khỏe của mình nó cũng tốt lên. Đấy. Nó cái kiểu dạng là tương đương, tác động qua lại lẫn nhau. Ví dụ như kiểu các bạn hay xem phim ấy, một số những cái nhân vật mà người ta rơi vào cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc rồi, sức khỏe lúc đấy vô cùng yếu rồi, nhưng mà có cái ý chí quật cường, có một cái tinh thần yêu sự sống, yêu cái đẹp, yêu cuộc sống này, thì bắt đầu cuộc twist trong phim, nó bắt đầu sống lại, bắt đầu quay lại kiểu gọi là đặt câu chuyện trong cái hướng khác hơn, đúng không? Đấy, cho nên là cái sự tác động qua lại giữa tinh thần với cả những cái phần còn lại là cũng đáng để chúng ta quan tâm, đúng không? Thì đấy là sức mạnh của cái tinh thần đấy. Thì khi mà những người có tinh thần tích cực, có tinh thần vui vẻ, có tinh thần mà thoải mái, thì hành động và cách nhìn cũng như cách đối nhân xử thế của người ta nó cũng theo cái chiều hướng tương tự như vậy, với những cái keyword tương tự như thế. Còn ngược lại sao? Khi mà mình tiêu cực, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi mà mình tiêu cực thì mình nhìn cái gì nó cũng trầm mặc, cái gì nó cũng u sầu, cái gì nó cũng đen tối, cái gì nó cũng u ám, thì tự nhiên kéo theo cảm xúc của mình nó cũng chả tốt lên được. Và khi mà mình không tốt thì chả muốn ăn, cũng chả muốn ngủ, cái sức khỏe bắt đầu, cái body thì bắt đầu đi xuống, đúng không? Đấy. Nói chung là những cái thứ linh hết với nhau, có liên quan đến nhau, và kiểu nó trong cái chiều hướng là nếu mà xuống là cùng xuống, mình lên thì cùng lên. Đấy là cái tinh thần nó kiểu như là gọi là mẹ của những cái còn lại vậy. Đấy, nó là cái khá là bao trùm, đúng không? Kiểu khi mà các bạn hình dung, các bạn có thể áp dụng luôn vào bản thân của các bạn thôi. Đấy, tinh thần nó đơn giản như buổi sáng thức dậy, các bạn cảm thấy là khoan khoái ngủ giấc chẳng hạn, các bạn cảm thấy vui vẻ, tinh thần các bạn thoải mái, thì các bạn ăn cái bánh mì các bạn cũng thấy ngon, mua tạm cái bánh bao các bạn cũng thấy là ổn, nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên là khi hôm nào mà các bạn không vui, các bạn chả muốn ăn luôn, nhìn cái cả bít tết cũng chả muốn động vào, thơm nào hải vị rồi các thứ được thành phù du ấy, không có gì quan trọng cả, bởi vì tinh thần mình không có ngon thì mình cứ cho vào miệng, cái vị giác cũng chả giúp được gì cho mình cả. Đấy, thì cho nên là để có thể có một cuộc sống ok thì nên tập luyện cái việc cân bằng cảm xúc, để cho cái cảm xúc, cái tinh thần của mình nó không bao giờ bị quá tiêu cực, khi cho cái góc nhìn cuộc sống của mình trở nên u tối, đúng không? Ai mà chẳng muốn cuộc sống của mình nó happy và cũng màu hồng, cho nên mình cần phải luyện tập cái điều này, là không nên để tinh thần quá dễ bị tác động bởi những yếu tố khách quan, bởi những yếu tố bên ngoài. Mình có thể chủ động điều khiển được nó, kiểm soát được nó, control được nó, đúng không? Như thế thì lúc đấy thì gần như cuộc sống ở trong lòng bàn tay ta. Rồi, mình thì nói chung là năm nay cũng 19 tuổi, không có quá nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Cuộc sống thì mình cũng không va vấp nhiều. Tinh thần của mình thì theo cái dạng là lúc nào cũng ở cái trạng thái rất là happy,
Và chính vì thế mà mình cuộc sống này cũng rất là happy. Cái điều này thì mình cảm thấy khác, mình có thấy có nhận thấy sự khác nhau. Bởi vì theo kiểu là đi học thôi, mình tinh thần mình khỏe khoắn, mình vui vẻ, mình đến trường và khi mà tinh thần mình thế thì mình học tập nó cũng lên, nó cũng dễ vào và mình cũng muốn có cái tư duy là muốn học tập. Có một số bạn cùng học của mình thì nó không có cái điều đấy, có thể là các bạn gặp vấn đề gì đấy hoặc là tinh thần các bạn không ok thì cái việc tiếp nhận kiến thức các bạn cũng không chủ động, các bạn cũng không hứng thú với nó, các bạn cũng không có ý chí gọi là cảm thấy là thích học, không có cái suy nghĩ là muốn học tập, thì tự nhiên cái lúc đấy cái kết quả các bạn ấy nó cũng sẽ khác so với mình, đúng không? Mình thì không dám nhận là giỏi hơn ai cả, chỉ đơn giản là đang nói là cái tinh thần, khi mình có tinh thần tốt thì cái năng lượng mình học tập nó cũng sẽ khác và cái kết quả đạt được nó cũng sẽ khác, tốt hơn hay là xấu hơn thì mình không biết, nhưng nói chung là nó có sự khác nhau, đúng không? Thì đấy là về cái việc mà kiểu nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập mà mình thấy rõ nhất vào cái cá nhân mình. Kiểu như ngày xưa ấy, với cái môn hóa thì mình nói chung là kiểu cái môn hóa là cái môn mà mình không thích học nhé. Năm 10, tính thời điểm lớp 10, thật ra mình cũng thích học nhưng ý là mình lười ấy. Thì tôi chỉ gọi là không thích học đi. Thì lớp 10 cái môn mà mình gọi là mình không thích học hóa lắm. Thì tự nhiên mình có, nhưng mà có một số hôm ấy, hôm nào mà mình đi học thì vui vẻ thì mình vẫn học được cái môn đấy một cách rất là hăng say, tại vì giơ tay lên bảng làm bài tập các thứ luôn, rất là sôi nổi đấy. Cho nên là mình nghĩ hôm đấy cái tinh thần của mình nó tác động đến cái hành vi của mình rất là lớn, khiến mình trở thành một đứa không yêu hóa mà có thể sẵn sàng giơ tay lên bảng làm bài tập, giơ tay phát biểu mầm. Đấy là sức mạnh của cái chữ tinh thần mà mình nhìn thấy trong cái học tập của mình. Nhưng tất nhiên chỉ được một hai hôm thôi đấy. Chính vì như thế mình mới rất là hy vọng chúng ta có thể luyện tập được cái tinh thần của mình để mà duy trì được nó, chứ không kiểu như mình này, không nó thích học thì mới học được môn hóa, không thích học là coi như là không biết một chữ gì em mới tiết được luôn, thì nó sẽ rất là tiêu cực, rất là lãng phí, đúng không? Mình đi học một môn hóa là cái môn ứng dụng rất nhiều chứ, nếu như bạn học giỏi thì gần như là cuộc sống này nó liên quan đến hóa rất là nhiều chứ, đúng không ạ? Nhưng mà mình lại không duy trì được cái tinh thần của mình với các bộ môn đấy, cho nên là cái kết quả mình học được với các bộ môn hóa học thì nó cũng chống phải như vậy, không có tích cực mấy. Tuy nhiên là với bộ môn kiểu một chút kiểu con người thì mình thường hay có cái ngại khó, có cái tư tưởng là ngại khó. Với một số bộ môn khó như kiểu toán hình hay là toán đại số ấy, đúng không? Môn đấy là môn rất khó ấy chứ. Thế nhưng mà mình thì mình lại kiểu là một phần là vì do cái môn đấy là môn bắt buộc trong khối thi của mình á, một phần thì là mình nói chung là mình cái này cũng có liên quan cảm xúc một tí, là mình cũng yêu cái môn đấy, cũng không phải là yêu mà cảm thấy tinh thần của mình thì ok, hôm nay không có gì bực tức cả, bầu trời hôm nay vẫn xanh những hôm khác, thì nói chung là học hành thì nó cũng có ok thôi. Còn hôm nào mình cảm thấy không thích tinh thần mình, không kiểu hôm đấy mà ví dụ ngủ không ngon là tinh thần mình xuống, là mình học hành nó cũng vật vờ ngay đấy, đúng không? Mình nghĩ là cái tình trạng này nó gặp phải rất nhiều bạn, tất nhiên là không phải tất cả, rất nhiều bạn cũng gặp trường hợp, đúng không? Đa số số nhiều học sinh mà cùng tuổi trẻ cùng thế hệ kiểu cũng xem nhau, đúng không? Thì nhất là về việc ảnh hưởng học tập, hay là ví dụ như kiểu nhìn xung quang cảnh xung quanh đấy. Hôm nào mà gió mát ấy mà mình cảm thấy ủi sướng thì tinh thần lên, nó bắt đầu nhìn thấy mây, nhìn thấy cây, nhìn thấy cầu, nhìn thấy xe cộ, thì cũng cảm thấy mình thì là một người mà rất là yêu cái thành phố của mình, thành phố Bắc Ninh, mình rất là thích cái thành phố của mình, cho nên là kiểu bởi vì mình thích thành phố Thanh Hóa rồi nên là đôi khi mình cũng cảm thấy là không có gì gọi là đặc biệt ở Hà Nội mấy. Nói chung là mình cũng không phải là fan của Hà Nội, mình cũng không phải là fan của Hà Nội. Thế nhưng mà một số hôm mà có cái gì tác động mình mà tinh thần của mình nó tốt, tinh thần của mình nó tích cực, thì hôm đấy mình thấy bầu trời Hà Nội cũng xinh, cũng yêu, con người Hà Nội cũng đẹp. Đấy, kiểu một hôm mình đi về, mình thấy có hai cái xe có va chạm với nhau, thì đến nhân hai chú ý không cãi nhau, hai chú ý quay ra nở nhau một nụ cười rất là tươi. Rồi bắt đầu có cô con gái ở dưới thì ba chú hỏi thăm một con gái của nhau, kiểu đi một đoạn đường thì hành động thôi, mình tinh thần mình lên rất là nhiều. Nhưng hôm đấy mình lại thấy Hà Nội đẹp thế. Hà Nội thực ra cũng chẳng phải là
khó khăn hay xô bồ gì, nhưng mà mình vẫn nghĩ đấy, thì lúc đấy mình bắt đầu có những cái suy nghĩ rất là tốt về Hà Nội. Nhưng mà hôm nào mà đi trời nắng, học giữa trưa dưới cái nắng của Hà Nội, nắng Hà Nội thì vô cùng gắt luôn đấy, thì tự nhiên tinh thần nó lại khác, thì cái góc nhìn Hà Nội nó lại khác. Đấy là lý do tại sao mà tuần nào mình cũng về Hà Nội. Về Hà Nội mà mình được đặt cho một cái danh đó là sinh viên yêu nhà, thì đơn giản là bởi vì mình cảm thấy không có cái gì để mình ở lại Hà Nội thôi. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là nó không đẹp, chỉ là dưới góc nhìn của mình thì nó chưa có gì đặc biệt. Tuy nhiên là cũng có những thời điểm mà Hà Nội rất đẹp, bầu trời Hà Nội cũng trong xanh, Hà Nội cũng rất là đáng yêu. Đấy, tùy theo cái tâm trạng của mình, theo cái tinh thần của mình ngày hôm đấy thôi. Chứ còn thực ra thì sự vật sự việc nó vẫn là như vậy. Hà Nội thì vẫn nhiều xe, vẫn nhiều nắng, vẫn nhiều mây, vẫn nhiều cây, vẫn nhiều người. Đấy, nhưng nó không thay đổi gì hết. Nó vẫn chỉ như thế, cuộc sống nó chỉ có như vậy. Nó áp trên tất cả mọi người. Chỉ là cái tinh thần của người nào như thế nào, cái cuộc sống của người nó sẽ như thế. Mình hay nói là kiểu chọn cái tinh thần, nó sẽ kiểu dạng là mình chọn cái lăng kính nhìn cuộc đời. Mình chọn cái lăng cái màu gì để phản xạ ra cái màu gì thì nó sẽ là cái màu đấy thôi. Nó là do sự chủ động của mình. Đấy, cho nên là cái tinh thần nó có sức mạnh như vậy. Chứ không phải là cuộc sống của người này nó thế này thế kia, không phải ông trời bất công nữa, không phải là do ông trời không có mắt. Mặc dù ông trời không có mắt thật, nhưng mà ý là không phải là lỗi tại ông trời, cũng chẳng phải lỗi của chúng ta. Chỉ đơn giản là cái đấy là cái cách mà bạn nhìn cuộc sống. Bạn nhìn cuộc sống là bất công, tất nhiên là cái màu bất công nó nhuốm lên cả cái suy nghĩ của bạn, nó dần hình thành cái định kiến rồi. Thế cho nên là là như vậy. Kiểu không quá là theo cái kiểu, cái này thì nó theo kiểu hơi chủ quan đúng không? Tất cả những yếu tố này nó theo cái dạng chủ quan, nghĩa là khi mà mình nhìn nó tiêu cực thì nó thành tiêu cực, còn mình nhìn rất tích cực thì thành nó tích cực. Giống kiểu như là mình, ví dụ của mình là về cái kiểu, nhất là về việc tình trạng về tinh thần ảnh hưởng đến kết quả học tập này, rồi tinh thần ảnh hưởng đến cái tình cảm của mình dành cho Hà Nội. Đấy, Hà Nội thì vui vẫn thế đúng không? Chỉ là hôm nào mà trời đẹp hơn, hôm nào mà tinh thần mình tốt, mình có tim vui, tinh thần mình lên thì những hôm đấy mình thấy Hà Nội cũng đẹp, mình đi Hà Nội cũng đáng yêu. Đấy, hoặc là hôm nào mà đi ở Bắc Ninh mà không mua được đồ ấy, kiểu kiểu ví dụ mà không mua được quần áo mà mình thích thì mình cũng cảm thấy ở Bắc Ninh thì khó tìm quần áo thế. Đấy, kiểu như thế. Nhưng mà tất nhiên là cái này nó cũng theo trải nghiệm nữa, nó cũng rất phụ thuộc rất là nhiều vào trải nghiệm và những cái suy nghĩ trong quá khứ của mình. Là cái việc thực ra cái này nó cũng liên quan đến, nó lại một lần nữa là liên quan đến cái hệ thống niềm tin có sẵn trong quá khứ đúng không, nó được hình thành do các trải nghiệm và tùy thuộc vào hệ quy chiếu của mỗi người. Thì cái tinh thần đấy, cái việc tinh thần của mình thì là thực ra tinh thần mình thì không phải là thuộc dạng là tinh thần bất ổn đâu. Thực ý của mình không phải là mình là những người mà lúc vui lúc buồn, mình cũng không phải là sáng nắng chiều mưa. Mình thì mình nghĩ mình là một người khá là ổn định trong cái phần tinh thần ấy, là lúc nào mình cũng cảm thấy happy ấy, mở mắt dậy là mình cũng cảm thấy là cuộc sống này ok rồi. Mình như chia sẻ mình thì mình không thích Hà Nội mấy, nhưng mà thực ra không phải là không thích hoặc là ghét, chỉ đơn giản là so với Bắc Ninh thì mình không có cảm tình nhiều thôi. Bởi vì thực ra thì Bắc Ninh cũng là nơi mà mình sinh ra, nơi mà mình lớn lên và mình đã sống ở đấy suốt 18 năm rồi, và thậm chí trong tương lai nữa đúng không? Thế cho nên là mình nghĩ mình là một người có cái tinh thần khá là ok, không hay mình không nghĩ mình là một người dễ buồn đâu. Cái phần lớn thời gian cuộc đời của mình dành cho chữ happy. Và đến thời điểm hiện tại thì nếu mà để kể khoảnh khắc buồn thì gần như là không có. Gần như là không có luôn. Hoặc là nếu có là do mình không nhớ. Không nhớ thì chứng tỏ cái khoảnh khắc buồn đấy không quá đáng nhớ và không quá sâu đậm cho mình. Đúng không? Chính vì thế, chính vì là cái như vậy cho nên là với mình thì cuộc sống là đẹp lắm. Mình cảm thấy rất trân trọng nó. Và chính vì thế mà những cái cư xử và hành vi của mình nó cũng theo cái hướng là rất là tích cực, chẳng bao giờ cực đoan quá hay là rất là quá với ai cả. Mình thì mình nghĩ là mình là người nóng tính, nhưng bởi vì tinh thần của mình lúc nào cũng happy, nên là với mọi người thì gần như mình không hay quạo hay là không hay kiểu cáu gắt gì đâu. Thì đấy là cái suy nghĩ của mình và cái câu chuyện của mình liên quan đến cái phần tinh thần này, cái tác động của nó sau đến với hành vi và cách biểu hiện của mỗi một người. Thì chốt lại nói chung mình cũng là người khá là ổn định trong cái tinh thần đấy, không dễ buồn, không dễ dỗi, không dễ hờn, mà lúc nào mình cũng ở trạng thái đấy. Đấy, có thể là do mình chưa có trải nghiệm thôi đúng không, biết đâu trong tương lai câu chuyện này nó sẽ là một câu chuyện khác đấy. Thì dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video.
Thì đây cũng chính là video tổng kết cho chuỗi video 6 con người trong mỗi chúng ta rồi. Thì cảm ơn mọi người nếu như mọi người đã xem được cuối video này và đồng hành cùng mình trong suốt những video qua. Cảm ơn cả nhà.